cha cha, tất cả đã sẵn sàng rồi. Hoàng Đức Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi chế biến những món ăn thật là ngon, chiêu đãi cho vị thực khách đặc biệt ngày hôm nay. Ôi, một cô gái mặc dù nhỏ nhắn nhưng cực kỳ xinh xắn, đáng yêu, và hơn hết là cô ấy vừa trải qua một niềm vui rất to lớn trong cuộc sống của mình. Xin mọi người chào đón ca sĩ Hằng Biên Bon. Hello. Chào Hằng. Em chào anh ạ. Chào mọi người. Vẫn dễ thương đáng yêu. Lại đây ôm gái rồi. Trời ơi, cưng chiều luôn. Lâu quá không gặp luôn á. Chúc mừng Hằng nha. Dạ, em cảm ơn anh. Mọi người chắc chắn cũng biết nếu mà yêu thương và theo dõi Hằng là Hằng vừa có em bé rất là đáng yêu nè. Dạ. Rồi không biết là cái phiên bản mà trước khi có em bé, rồi cái phiên bản sau khi có em bé, ăn uống nó có gì thay đổi không? Dạ, em thấy như em ăn nhiều hơn. Ồ. Nhưng mà lại gầy đi nhiều hơn. Ủa, ăn nhiều hơn mà gầy đi nhiều hơn hả? Dạ vâng. Ủa sao hay vậy? Tức là em sụt ký rất là nhanh, không biết vì sao. Đến ngày hôm nay khi đến trường quay là em đã trở về cái cân nặng trước kia của em. Dạ vâng. Ổn định quá. Hèn chi em duy trì được cái sự thanh xuân này nè. Đẹp quá. Mời Hằng vào phòng khách. Dạ. Chắc là lúc mà có em bé chắc hay thèm ăn lắm hen. Dạ, ăn hoài luôn. Ủa, vậy bữa nay có thèm ăn món gì không? Em thèm ăn nhiều món lắm. Vậy hả, bây giờ mình chọn ra hai món đi. Ok. Xin mời quý khách chúng ta điền vào trong giấy nha, mỗi món một tờ. Dạ vâng. Hai món ăn ngày hôm nay không biết là Hằng sẽ lựa chọn món nào, phong cách nào đây, Âu hay Á, miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đây. Em xong rồi. Em xong rồi, em úp xuống và em để lại vị trí cũ nha. Dạ. Cảm ơn Hằng. Tiết lộ với Hằng biết luôn nha, sự xuất hiện của hai bạn ngay bây giờ luôn, nôn nóng quá chừng rồi. Đó chính là Thái Hiệp và Tùng Khánh. Xin mời. Ây chà, ôi, trẻ quá ta, đẹp trai quá. Mời hai bạn ngồi. Chào hai bạn. Dạ, chào chị. Trẻ trung, nhìn rất là đầy năng lượng mà không biết là nấu ăn có ngon hay không. Xin mời bạn giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, xin chào anh chị, em là Thái Hiệp. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Tại vì trong thời gian em đi học á thì em ở riêng nên là kinh nghiệm nấu ăn thì cũng có. À, giỏi quá. Nhưng mà sau đó khi mà mình lập nghiệp rồi, mình có công việc riêng rồi, có bao giờ nấu ăn cho gia đình ăn chưa? Dạ, rồi chứ. Ồ, giỏi quá. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, xin mời em giới thiệu mình. Dạ, em tên là Tùng Khánh, năm nay em 19 tuổi, em là sinh viên năm nhất của trường đại học sân khấu điện ảnh. Cũng là sinh viên thì chắc là giống như là bạn Hiệp là mình cũng phải tự lo những bữa ăn trong ngày đúng dạ, không? Dạ, tất nhiên rồi anh, tại nhà em ở xa nên em phải ở riêng mà em có ở trong thêm hai bạn nữa, em tự nấu cho tụi nó ăn luôn. Dạ hả? Dạ. Cảm ơn sự giới thiệu của hai bạn. Riêng về Hằng Biên Bon ngày hôm nay cũng là vị khách cực kỳ quan trọng. Một người nghệ sĩ mà còn nữ mà xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu mà hát hay như vậy, chắc chắn cái món ăn đó nó sẽ đòi hỏi cái chất lượng phải cao. Và bây giờ sẽ là cái thử thách dành cho hai bạn để vượt qua, giành lấy quyền ưu thế cho mình để lựa chọn một trong hai món ăn mà Hằng Biên Bon đã đặt hàng từ trước, sau đó là hàng loạt những cái ưu thế khác nữa. Với ba ô số 1, 2, 3, mình trải qua ba phần trò chơi và bây giờ sẽ là câu hỏi trò chơi đầu tiên. Xin mời hai bạn cầm bảng lên. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Mắm tôm chua là đặc sản ở địa phương nào? A. Hà Nội, B. Huế và C. Cần Thơ. Mắm thời gian tôm chua. Chỉ có 15 giây thôi. Mình chỉ việc A, B hay C thôi. A. Hà Nội, B. Huế, C. Cần Thơ. Và thời gian kết thúc. Xin mời hai bạn tiết lộ đáp án. Bạn Hiệp là B, bạn Khánh là C. Đáp án chính xác là B. Huế. Huế. Hay quá ta. Sao em nghĩ là Huế? À dạ, tại vì em có đi du lịch ở Huế rồi á. Và cái mắm đó thì người ta nguyên con luôn, là mắm tôm chua ở Huế. Huế là nơi làm mắm tôm chua cực kỳ nổi tiếng. Đặc sản miền Trung này được làm từ tôm bạc đất ủ chua. Tôm chua có màu đỏ, thường được ăn kèm với cơm nóng, thịt ba chỉ và rau sống. Mắm tôm chua cũng được nhiều du khách ưa chuộng mua về để tặng bạn bè và người thân. Chúc mừng bạn, như vậy là bạn Hiệp có được một quyền ưu thế. Ba ô số 1, 2, 3, bạn lựa ô số mấy? Dạ, ô số 1. Dạ, ô số 1, xin mời. Chua chua ngọt ngọt. Ủa, cái này quen quen nè, cái này hình như con gái người nào cũng thích hết trơn á, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Từ bé đi học với anh, em rất là thích những cái món nào chua ngọt. Và mẹ em là một người đầu bếp gọi là với em là đỉnh cao. Và mẹ nấu rất là nhiều món chua ngọt. Món mà em siêu siêu thích đó là món thịt gà chua ngọt. Chế biến hay quá ta. Những cái món khác thì có thể em sẽ ăn ít hơn, nhưng mà riêng thịt gà chua ngọt thì em có thể ăn 3-4 bát cơm một lúc. Kể cả khi em bầu sinh em bé xong thì mẹ em cũng đều cho vào thực đơn món thịt gà chua ngọt để em có thể ăn được hàng tuần. Một tuần này em ít nhất cũng phải có 1 hoặc 2 bữa thịt gà chua ngọt để em có thể ăn. Và chưa có đầu bếp nào có thể thay thế được vị trí của mẹ em để làm món đó, đúng không? Dạ, em nghĩ là như vậy. Cảm ơn em. Dạ.
Đây, bây giờ chúng ta cố gắng nha. Bạn Khánh cố gắng lên. Bây giờ sẽ là cơ hội thứ hai. Câu hỏi số 2 như sau, và nó không phải là một câu hỏi lựa chọn phương án nữa. Chúng ta sẽ phải ghi ra đúng với dự đoán của mình luôn. Cherry là loại trái cây giàu vitamin nào? Hết. Dạ, vitamin nào? Em biết nè. Có A nè, B nè, C, D, E. Cái vitamin này em nghĩ còn nhiều hơn cả cam luôn. Rồi, dạ xong rồi ha. Rồi, trước khi các bạn trả lời thì Hằng có vẻ rất là tự tin. Dạ. Vitamin gì ạ? Vitamin C ạ. Ờ, tại sao vậy? Khi mà có bầu em cố gắng để tìm hiểu thêm về dinh dưỡng. Và như em được biết thì là vitamin C có rất rất nhiều trong quả sơ ri. Đúng vậy, chính xác. Vitamin C là đáp án đúng. Nhưng mà không biết hai bạn trả lời trùng khớp hay không nhé. Xin mời, đáp án là vitamin C. Vitamin C, giỏi quá, giỏi quá. Wow, cân bạn ha. Theo tài liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang, sơ ri được biết đến là loại quả rất giàu vitamin C. Ước tính 180ml nước ép sơ ri có thể chứa lượng vitamin C bằng 14 lít nước ép cam. Vậy là có thể sơ ri đứng đằng sau ổi nha. Dạ, đúng ổi rồi. Là ổi loại là trái như đỉnh cao nhất về vitamin C. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng các bạn. Như vậy là hai bạn cân bằng với đáp án này, nên quyền lựa chọn ô số sẽ thuộc về Hằng Bing Bong. Hai ô còn lại 2 và 3, bạn chọn ô số mấy ạ? Em xin chọn ô số 2. Dạ rồi, xin mời nội dung ô số 2 ạ. Lần đầu tiên, ủa sao nghe mông lung vậy ta? Có liên quan gì tới ẩm thực ta? Dạ. Lần đầu tiên của em đó là lần đầu tiên tập nấu ăn. Là khi em học cấp 2 thì cái món này cũng là mẹ em đã nấu và dạy cho em. Thì là món cải son xào thịt bò. Không biết sao mà em nhìn mẹ và quan sát rồi mẹ cũng chỉ qua cho em. Và lần đầu tiên em làm cũng đã thành công được món này luôn. Ở cấp 2 dạ. Rồi, chúc mừng Hằng. Như vậy là chúng ta đã trải qua được hai câu hỏi, thì tạm thời ưu thế đang nghiêng về cho bạn Hiệp. Sẽ là cơ hội cuối cùng để cho Khánh vươn lên nha. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi trải qua thử thách thứ 3 dành cho bạn Hiệp và bạn Khánh. Trên đường đua của chúng ta gồm hai đường màu đỏ và màu xanh. Màu xanh thuộc về Hiệp và màu đỏ thuộc về Khánh. Chúng ta có nhiệm vụ là kẹp bóng giữa hai chân của mình, sau đó nhảy gà tưng theo hình zigzag vượt qua ba chướng ngại vật. Ở vị trí cuối, mình được quyền dùng tay để đặt bóng vào bên trong rổ. Ai có nhiều số bóng hơn trong vòng khoảng thời gian là 2 phút thì người đó sẽ chiến thắng. 2, 3. Bắt đầu. Đội xanh cố lên. Đội đỏ cố lên. Đội xanh hay quá. Đội các bạn lưu ý là dưới chân của mình đó là những cái thảm gai nha. Coi nhảy gì chứ cũng massage chân dữ lắm đó. Đó. Cái này khởi động trước khi nấu ăn đúng không anh? Đúng rồi, giỏi. Hay quá, cố gắng lên. Đúng là sức trẻ có khác. Quá tốt. Chà, mình đã thấy được một cái phần chiêu thức khá là lạ mắt của bạn Khánh rồi nha. Kẹp được 2 quả luôn một lúc luôn ạ. Tại như lúc đầu mình đâu có dao là kẹp mấy quả đâu. Quan trọng là mình tự tin vào đôi chân dài của mình. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Mình tận dụng khoảng thời gian này cùng với rất nhiều lợi thế về ngoại hình nữa. Đó, cố gắng lên nào. Rất tốt nha. Quả bên này như nhiều hơn nữa. Bạn chơi rất nhanh nha. Phải là những bóng nằm bên trong rổ thì mới đến hợp lệ và hết giờ. Chúng ta kiểm tra số bóng nè. Và bây giờ Hà Robert sẽ kiểm tra kết quả của bên bạn Khánh trước nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 9 trái. 9 trái là thành tích của bạn Khánh. Còn với bạn Hiệp thì sao nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 luôn. Wow, cân bằng. Hai bạn rất là giỏi ha. Như vậy chúng ta đã có tỷ số hòa. Xin mời hai bạn bước vào hiệp phụ. Cực kỳ đơn giản, đó chính là mỗi người một trái bóng, ném làm sao chính xác vào bên trong rổ kia là chiến thắng. Và bây giờ sẽ là lượt luân lưu đầu tiên đến từ Hiệp và Khánh. Khánh, em ném trước nào. Tập trung. Được luôn. Và bây giờ lượt luân lưu dành cho Hiệp. Ê. Vào. Lượt luân lưu thứ hai. Được không? Ổng vào luôn. Vô. Wow. Rất tốt, như vậy là bạn Thái Hiệp cực kỳ may mắn ha. Và chúc mừng bạn có được quyền ưu thế cuối cùng. Xin mời cả nhà mình về vị trí phòng khách. Như vậy là chúng ta đã đến với phần lợi thế dành riêng hẳn về cho bạn Hiệp. Xin mời Hiệp, chúng ta cùng nhau xem nội dung bên trong ô thứ 3 là gì. Xin mời. Wow, Hiệp ơi, em người đồ kia, nguy hiểm phần bếp rồi kìa.
Đó, rất là nhiều quyền ưu ái ngày hôm nay nha. Không chỉ là trụ cột, năm chữ này như thế nào trong cuộc sống ẩm thực của em? Thường nói về trụ cột, mọi người sẽ nghĩ đến một người đàn ông trong gia đình lo lắng, lo toan những điều rất là to lớn. Với em thì bố em là một người như thế. Nhưng mà ngoài ra thì khi mà bố vào bếp ấy, thì bố nấu ăn rất rất là ngon. Món mà em yêu thích nhất của bố đó là món cá kho. Rất nhiều loại cá khác nhau để có thể kho với một cái vị mà em nghĩ là với em, khi mà em ra ngoài em ăn rất là nhiều các loại cá kho khác nhau, nhưng mà không có giống ba em nấu. Dạ. Vậy là độc quyền luôn ha. Dạ. Cảm ơn Hàng Biên Bon. Đó, mỗi người đều có một gia đình riêng, đều có những cái niềm vui trong những bữa cơm trong gia đình. Ngày hôm nay hãy tưởng tượng đây là một bữa cơm đoàn viên của bốn thành viên trong gia đình chúng ta nghe. Bây giờ thì hãy sẵn sàng đến với những quyền ưu tiên đầu tiên của bạn Hiệp. Thái Hiệp đã rất là cố gắng nên bây giờ bạn hãy lựa chọn một trong hai món ăn mà Hàng Biên Bon đã đặt hàng từ trước. Xin mời Hàng bắt đầu tiết lộ nè. Một bên là phở bò, một bên là cơm chiên hải sản. Hiệp à, em cảm thấy là mình tự tin vào món nào? Dạ em chọn phở bò đi ạ. Wow. Oh, phở bò. Em nghĩ là bạn sẽ chọn món cơm chiên hải sản. Ủa? Bởi vì nó sẽ dễ và nhanh hơn. Ồ, tại sao lại chọn phở bò? Còn phở thì rất là khó đấy, em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ thì đối với em thì hai món này em chưa nấu bao giờ hết. Trời ơi. À, không sao đâu, ai cũng có lần đầu tiên mà em. Dạ. Em tự tin chứ? Dạ em tự tin. Dạ đây. Đây, phở bò với nét chữ của Hàng Biên Bon giữ làm kỷ niệm luôn nha em. Ồ, đây, bây giờ là cơm chiên hải sản thì đương nhiên thuộc về Khánh rồi. Dạ. Em làm em chiên cơm bao giờ chưa? Trời ơi, sinh viên mà không chiên cơm là hơi uổng. Em thì khuôn dạ. mặt bạn rất tự tin. Tất nhiên là em sẽ chiên cơm rồi, nhưng mà thêm chữ hải sản vào là thấy chưa từng. Chưa từng, chưa từng, chưa từng. Tại cái túi tiền sinh viên thì chưa phù hợp với hải sản mắc tiền. Thường quá. Em sẽ chiên cơm với cái gì? À, trứng với lại xúc xích. Những cái gì có trong siêu thị sẵn là em sẽ mua về. Rồi bữa nay được làm hải sản rồi em ơi, không sao hết. Tiếp theo sẽ là phần lựa chọn khu vực bếp. Mỗi khu vực bếp đều có một cái nét đặc trưng riêng, nó thú vị. Nên em chọn bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả nè. Dạ em chọn bên trái đi ạ. Bên trái là bên gần em nhất ha. Dạ rồi, như vậy bên phải xa em nhất sẽ thuộc về vị trí đứng của Khánh. Dạ. Rồi xin mời Hàng Biên Bon ha. Dạ. Mình vào bếp với hai bạn trẻ và chờ đón xem cái khu vực bếp đó nó có sự thay đổi ra sao. Rồi mời cả nhà mình vào bếp nè. Xin được chào đón tất cả mọi người đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Hãy sẵn sàng với gian bếp này, và đặc biệt là cái vị trí và tư thế rất là độc đáo của hai bạn Hiệp và Khánh để có thể chế biến thức ăn một cách thật là tập trung và bình tĩnh nha. Hiệp đã lựa chọn một cái gian bếp, trời ơi nó thoải mái dễ sợ, là chỉ việc ngồi và nấu nướng thôi. À, đây là phần quà dành cho người chiến thắng đúng không? Có, nhưng mà đặc biệt hơn hết là có khi đây là phần gây cản trở nha. Thường mình đứng mình tập trung và cái tư thế nó sẽ dễ dàng. Dạ. Chứ mà ngồi kiểu này rồi nó tay chân nó lộng cộng rồi sao, rồi vâng, sao sắc đồ ăn. Em nhìn qua bên kia thì lại được đứng, nhưng mà là di chuyển khá là khó khăn. Đó, bằng cách là đeo cái bao bố này trong người, đâm ra cái vị trí rồi hạn chế di chuyển lắm, đứng nhất không là chân lại còn dài nữa chứ. Đấy, vậy mới khó, mới chứng tỏ được là hai chàng trai này là bất chấp thử thách khó khăn để nấu ăn cho em thật là ngon. Em cảm thấy hạnh phúc quá. À, bên cạnh đó là nếu như Hàng để ý trên những món nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đều có những mẫu giấy rất là nhỏ. Bên trong đó nếu muốn sử dụng nguyên liệu đó thì khách mời nghệ sĩ phải thực hiện vượt qua thử thách. Rồi Hàng ơi, mình về phòng khách nào. Dạ. Rồi hai bạn ơi, đeo ba lô sẵn sàng lên. Nha. Ủa rồi trước đây là có bao giờ là em nấu ăn cho cả nhà ăn chưa? Dạ rồi. Ồ, là cũng ổn ổn vậy hả? Dạ cũng an toàn. Ừ, nhưng mà dạo gần đây chắc là bận rộn rồi phải chăm sóc con cái nữa, ai nấu cho em ăn? Mami. À, chị Hằng ơi. Ơi chị đây. Em cần xương bò á. Thì vừa hát một bài hát nhạc trẻ bất kỳ, vừa để MC đút lần lượt từng viên kẹo bông vào miệng cho đến khi hát hết bài hát. Ôi trời. Anh đút cho em ăn đó. Rồi sẵn sàng nha. Hát em... trẻ anh. Bài hát này trẻ. Anh sẽ theo em đi. Cái nhịp của em chậm thì em chọn được. Anh đút chậm. Về đây bên nhau. Đút lại đút cái mai luôn. Hát bài thu cuối đi. Cho bao nhiêu thương em đi xa. Hắn nên mình khi thu đi em qua đã từng ngọt ngào để nhận đắng cay vì anh. Hát gì như Bắc Ninh quan họ vậy. Em quên lời luôn rồi. Nói vì ai. Đã. Anh nhắc em đi. Thôi hai từ khúc đã từ đi. Đã từ trách nhau em nhớ em biết yêu thương em không. Không được nhai. Thế cho ai từ khi em có em. Anh đang được giúp cả em để lương một góc nắng lên. Không cần biết. Mưa từ đó em có em. Thì cứ sao giờ thôi một năm trôi qua người đã khác xưa thật nhiều. Em nữa. Che cái miệng gì sao nói. Em nữa. Rồi có lẽ nào đi. 2, 3. Lẹ lên. Còn sắp xong rồi, có lẽ nào là sắp hết rồi đó. Có lẽ nào
Em vừa quên đi và có lẽ nào đưa mùa thu đi. Hết nổi rồi. Hết nổi là còn đó. Nói được là còn hát được. Có lẽ nào anh có người mẹ mình sẽ hát. Có lẽ nào anh vẫn tình yêu chỉ là một giấc mơ. Anh mất em rồi. Hết. Đó, ghê chưa? Vừa kịp luôn. Em mát anh. Hiệp ơi, mình được sử dụng phần bò đó. Dạ, chúc mừng em. Chị Hằng ơi, người ta chưa kịp nuốt. Ok. Dạ em. Dạ em cần chị hỗ trợ ạ. Em cần gạo. Mà bây giờ chương trình cần thử thách là chị vận dụng loại gia vị nguyên liệu từ người chơi mà em đang có đây nè. Là để nói một câu cả thính với MC chương trình ạ. Trời ơi, úi trời ơi, tôi lời rồi. Thưa quý vị, cái sự thả thính này nó hơi sai. Đúng, không. Bởi vì thả thính với ai? Với thả thính với một người mà phải nói là đẹp trai bậc nhất vũ trụ này. Em muốn nói lần nữa anh ơi. Nữa. Em hãy cho anh chút xíu tỏa sáng đi cưng. Thả thính với Hoàng rapper hả? Mà liên quan đến gia vị. Gia vị gì em? Dạ, gạo. Bây giờ phải sử dụng gạo thì em nghĩ là em không biết là sử dụng nguyên liệu này như thế nào. Không nhất thiết là phải sử dụng những món mà có sẵn ở trong nhà bếp để mà thả thính được. Miễn sao là một con nó ngọt ngào đó, nghe đó thật là thuyết phục cho anh là được. Anh Hoàng. Dạ, dạ anh đây. Anh vừa từ tủ lạnh đi ra đây đúng không? Nói vậy đi. Có đúng thật thế không anh? Chắc chắn. You are so fresh. You are so fresh. Dạ. À, tôi lạnh rồi fresh hả? Dạ vâng, đây thấy chứ nó sai. Nó sai lắm mọi người ơi. Nhưng thôi em đã cố gắng hết sức rồi. Thôi thì thích chấp nhận đi. Dạ. Tội cô ấy quá. Rồi, chúc mừng em. Hãy sử dụng món nguyên liệu mà mình thiếu, đó là gạo nào. Chị Hằng ơi, em cần chị giúp. Em cần lấy phở. Chị bịt mắt, nếm và đoán 5 loại gia vị của chương trình cung cấp. Trời ơi. Quá dễ luôn, quá dễ luôn. Rồi. Ok, rồi chắc chắn là không thấy đường nữa rồi. Bây giờ mình đoán từ từ nha. Yeah. Rồi, xương xương nhẹ nhẹ, lè lưỡi ra. Đó. Dạ, ok. À, cái này dễ nè. Dạ, gia vị gì ạ? Xì dầu. Dạ, còn gọi là gì? Nước tương. Giỏi. Rồi, tiếp tục nào. Dễ lắm. Cái này dễ nè, cái này con gái ăn cốc ổ xoài rồi hay thích chấm á. Muối tôm đúng không? Chính xác, muối tôm, giỏi lắm. Mình chuyển đi, nó lỏng lỏng xíu nữa nè, sệt sệt đi. Đó. Tương cà. Tương cà, chính xác. Mình qua một cái sệt sệt khác nè. Lại lửa ra. Ít thôi. Đáng xem, đáng xem. Tương ớt. Chính xác luôn, tương ớt. Ráng lên, còn món cuối nữa. Rồi. Cái gì nè? Hạt tiêu anh. Chính xác, hạt tiêu. Trời. Wow, giỏi quá rồi. Hiệp ơi, mình dùng phở đi nào. Dạ. Chị ơi. Ơi, em cần chị giúp thêm một lần nữa ạ. Em sợ quá. Nhanh luôn, lưu lệ luôn á. Dạ, lần này là nhờ chị hát giả giọng 5 nghệ sĩ bất kỳ trong một bài hát yêu thích của chính mình ạ. Em hát bài rời nha. Bài rời đi. Ừ, anh thích bài rời. Bài rời hát Khánh Phương à? Ok. Cơn mưa vừa vàng trong qua, của anh em như nỗi nhớ, nghĩ về anh xót xa. Xót xa, trời ơi, hậu hình. Một sự cố gắng á. Tiếp, làm trường đi. Làm trường đi. Có lẽ được ta từng nên về sau, đừng nghĩ đến nhau. Thì tiếng em sẽ không vì ai phải đỡ đâu. Ok, tiếp. Chị lại quên đi. Qua nửa đời phiêu giạt, còn lại vê úp mặt vào sông quê. Giống. Ai đấy nhờ, anh chọn giúp em. Dây choắc. Cũng được. Rap cái phần Mr. T mà giọng dây choắc. Em thuộc là đoạn rap của Mr. T không? Thu đến và đi như những gì sắp đặt. Đó, giờ theo kiểu dây choắc nha. Thu đến già đi nha. Đài Bắc. Thu đến anh em Hà Nội anh. Thì lại đáng đi chữ thu giờ. Thu đến già đi như những gì đã sắp đặt. Trắng giấy trắng đâu thể mờ đi. Từng mùi buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát. Có lẽ chưa bao giờ anh biết tặng. Em nhảy bước chân qua, bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng. Có hay không nhưng bước thầm trong con tập rất là tập là. Ok. Đập đáp dùng miền Nam cái ra với chắc liền. Rồi, chúc mừng bạn, như vậy là chúng ta đã trải qua được những thử thách. Và cũng chúc mừng cho Khánh cũng đã sử dụng tiếp tục món nguyên liệu tiếp theo. Nhưng mà Hiệp nè, bạn có được một huy hiệu thần bếp đó. Bây giờ bạn muốn ứng dụng ra sao nè? Dạ, chắc được giải thoát ra khỏi cái ghế này đi anh. Đương nhiên. Rồi, chúc mừng bạn đã sử dụng được huy hiệu thần bếp. Mình cất ghế qua bên, mình thoải mái chế biến hơn nào đó. Nãy giờ ngồi trên ghế khó chịu lắm. Rồi bên cạnh đó, chúc mừng Hằng Bing Bong. Bây giờ mình đi xúc miệng nha, chứ hồi nãy ăn kẹo nhiều quá, anh thấy nó hơi xanh lưỡi. Dạ vâng. Rồi, xin mời Hằng. Ok.
Quá là thơm luôn và cực kỳ hấp dẫn. Mặt mặt lắm nha. Dạ. Với hai món ăn này, một bên là phở bò đến từ tình cảm và sự cố gắng của bạn Hiệp, một bên là cơm chiên hải sản đến từ những nỗ lực của bạn Khánh. Dạ. Không biết tại vì sao ngày hôm nay em lại muốn thưởng thức hai món này. Lúc đầu em cứ nghĩ là món thịt gà chua ngọt chứ. Đây là cũng là hai món mà em thường xuyên ăn khi mà đi quay cũng như là hàng ngày. Sự lựa chọn của hàng Bing Bong đó chính là muốn tìm lại những cái gì nó quen thuộc trong quá trình mình đi làm. Dạ, món ăn thật là tiện dụng nhưng mà đầy đủ những chất dinh dưỡng. Dạ. Để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Rồi, không biết là sẽ có những cái sự khác biệt nào hay không. Xin mời hàng Bing Bong mình trải nghiệm món nào trước ạ? Em sẽ ăn cơm chiên hải sản trước ạ. Dạ rồi, xin mời hàng bước qua đây. Dạ. Rồi, cơm chiên hải sản đây, muỗng đây, chén đây. Dạ. Với món ăn này thì không biết là bạn Khánh muốn dành tặng một lời chúc nào đó cho hàng Bing Bong nè. Dạ, em gửi tất cả tình yêu thương của em vào đó. Để dành cho chị có sức khỏe tốt như vậy đi quay, đi diễn đồ. Đó, đúng rồi đó, dạ. Ăn cơm chắc bụng mà. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, xin mời bạn. Dạ. Một món quà rất là đặc biệt nha. Nhìn rất là thơm, xin mời mọi người ngon, à. Đẹp. Dạ. Anh ăn không anh? Ừ. Dạ không đâu. Em đút cho anh nè. Thôi, không được đâu. Hồi nãy rồi anh đút kẹo, giờ lát nữa anh đút em, đút ngược lại cho em trả thù anh thì có. Thôi, đây là phần quà của em à. Thưởng thức đi. Với cái ngoại hình nha, là màu sắc cực kỳ hấp dẫn nè, bài trí cũng vừa phải vừa vặn lắm. Bạn không có mà trình bày quá nhiều sợ gây ngán đúng không? Bên cạnh đó là hạt cơm á, Hoàng thấy rất là ráo. À. Rồi những cái phần hải sản bên trong như là tôm nè, mực, hành lá cái kiểu, bạn sắc ra cũng rất là kỹ, không để quá to cho dễ nhai dễ nuốt. Cái này mà đi làm mà có một suất này thì thôi. Ổn định luôn á. Ổn định luôn á. Gạo và hải sản hòa quyện với nhau rất là hợp lý. Ờ, dạ. Nhưng mà quan trọng là cái cách nêm nếm về gia vị sao nè. Có bị rất là vừa miệng, chị hơi ngạc nhiên bởi vì đây là em nói là em rất ít khi nấu hải sản với cơm rang. Cơm chiên. Nhưng mà lần này lại rất xuất sắc. Bởi vì anh ấy đã quen với việc nêm nếm với cơm chiên rồi. Nên nêm nếm như thế nào cho vừa phải và đặc biệt là kết hợp với bất cứ một cái thành phần nào á, quan trọng là cách vừa tay của mình thôi. Anh ấy đã có kinh nghiệm. Dạ, chúc mừng Khánh nha. Khá đúng nhà hàng đó nha. Chúc mừng em. Rồi, uống miếng nước để trả khẩu vị lại, để sẵn sàng đến với món phở bò của bạn Thái Hiệp. Gì đâu mà thấy nhiều thịt bò quá trời không, quá không thấy được cọng phở nào luôn đó. Bạn thì là hào phóng. Phần này phần nào của con bò? Dạ, một bên là phần thanh bò là tải, còn một bên là phần ve của bò. Trời ơi, ghê chưa? Anh bình thường ở đây người ta gọi là phở bò, nhưng em nghĩ bát này phải gọi là bò phở. Đúng rồi, bò nhiều hơn phở. Những món nước thì quan trọng bậc nhất vẫn là nước lèo. Còn tùy theo khẩu vị, mọi người có thể bắt thêm chanh hoặc là chan một chút xíu nước mắm một chút cho nó mặn mà hơn. Dạ. Yeah. Rồi với món ăn này thì không biết là lời chúc của bạn Thái Hiệp ra sao dành cho hàng Bing Bong. Em cũng chúc chị Hằng ăn ngon miệng thôi và thành công trên sự nghiệp của mình. Cảm ơn Hiệp rất nhiều. Kỹ ha, đủ hết luôn á. Ngày xưa mẹ em có một tiệm phở bò và mỗi lần nấu phở rất là cực. Kỳ công đó. Dạ. Thì em thấy rất là thắc mắc về một chàng trai rất đơn giản và rất hiền là hiền lành mà lại nấu một món ăn rất là cầu kỳ. Chính nhờ sự hiền lành đó tạo nên sự kỹ tính cho anh ấy. Anh ấy có thể tỉ mỉ chọn ra những phần ngon nhất dành cho em nè. Tỉ mỉ để có thể ninh, rồi để có thể pha chế và nêm nếm cái gia vị dành cho nước lèo thật là vừa phải, vừa miệng. Phần hành thì để ở trung tâm, cái phần gừng để qua một bên để em không phải gấp nhầm cái phần gừng đó nếu lỡ như em không có quen ăn gừng sống. Nhưng mà phần gừng này sẽ giúp cho cái món nước lèo này nó ấm hơn. Dạ. Và rất tốt cho bao tử nữa. Hợp lý quá. Ăn món này là dễ tiêu hóa nữa. Em thấy sợi phở rất là tươi. Tươi nè. Nước rất là ngọt và ngọt. Thịt cũng rất là ngọt và tươi nữa. Nhưng mà thịt có bị dai quá không? Dạ không, rất ok. Dạ vâng. Hay quá ta, lần đầu tiên nấu đó. Em nên suy nghĩ về việc mở một tiệm phở nhỏ cho mình. Đó, đúng vậy, đúng vậy. Chúc mừng cho Thái Hiệp nha. Cả hai món ăn ngày hôm nay rõ ràng là rất là cân tài cân sức. Nhưng hàng Bing Bong chỉ được quyền lựa chọn một món ăn giành chiến thắng với phần thưởng của chương trình thôi. Món nào nè, phở bò hay là với em thì lúc đầu thì khi mà em nhìn hai món này thì em thấy về phần bài trí đi thì bạn bên đây bạn bài trí rất là đẹp, còn bên này thì có một chút là em hơi khó tính một tẹo. Tức là cái phần nước ấy thì mình sẽ chan cái nước ngang với bề mặt của cả thịt luôn. Dạ. Thì như vậy thì thịt sẽ không bị khô. Đúng rồi. Dạ. Với em thì vị của hai món ngang nhau. Nhưng mà cái sự đầu tư về thời gian và cực thì em phải biết rõ là món phở là món rất là mệt. Thế nên là em nghĩ là món phở sẽ là chiến thắng trong ngày hôm nay. Wow, xin chúc mừng Thái Hiệp đã chiến thắng với món phở bò. Rồi, nhưng mà em vẫn cảm ơn cả hai bạn đã nấu ăn cho chị Hằng Bing Bong rất là ngon và rất là có tâm. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi.
Và đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng món phở bò của bạn Thái Hiệp. Xin mời Hằng Biên Bon. Chúc mừng em. Dạ, dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Hằng Biên Bon đã tặng quà dành cho bạn Thái Hiệp. Cảm xúc như thế nào Hiệp ha? Thì mới đầu chỉ mong là chị Hằng ăn món của em thôi. Nhưng mà thắng được giải này thì em cũng rất là vui ạ. Rồi, cảm ơn em. Và bên cạnh đó là rất nhiều lời khen dành cho bạn Khánh. Bạn Khánh đã rất cố gắng ngày hôm nay nè. Và bạn đã chứng tỏ mình mặc dù là 19 tuổi thôi, nhưng mà có thể có khả năng nấu nướng ngon hơn mấy người mà tầm U40 không nha? Dạ, đúng rồi. Đó, 19 tuổi và em thấy cái sự cố gắng của bạn rất là cháy bỏng. Nên là chị cũng muốn dành cho em lời khuyên, hãy giữ cái sự cháy bỏng đấy đến mãi 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 sau này được không? Dạ, được chứ. Bắt cây để chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và hãy tiếp tục chặng hành trình của Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta gặp gỡ được rất nhiều thần tượng nghệ sĩ, chia sẻ về gu ăn uống của họ, bên cạnh đó là những món ăn ngon và thậm chí là những công thức chế biến rất mới. Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.